Yo, hello các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Siêu Chấm Gaming của mình nha. Và hôm nay thì chúng ta sẽ lại chiến tiếp tục cùng mình tựa game Arca Survival Evo Mod AB. Thì tập hôm nay là tập thứ ba. Hai tập trước khá là vất vả trong cái công việc gọi là chuyển nhà, nhưng mà chết không có nhiều, cũng né được khá là nhiều quái xung quanh mình, nói chung là toàn là thú dữ thôi. Bữa nay ta sẽ lên đường đi bắt thú farm trái cây nè, để làm nhiều tên ngủ với lại kiếm thêm con thú bay nữa, tại vì bây giờ mình thiếu nhiều nguyên liệu quá. Phải gán mau mau lên thời kiếm một con thú đam xong rồi để bắt mấy cái con khác nữa. Cái series hiện tại thì mình chỉ có tập trung vào một cái mod AB thôi, cho nên là toàn bộ thú là duy nhất cái mod đó, không có add thêm bất kỳ cái mod thú khác, ví dụ như Eternal hay là Rainbow Fear vào, chỉ có AB này thôi nhé các bạn. Rồi để coi trước mắt là kiếm con pháp trái cây đi ha. Thì bây giờ mình thiếu khá là nhiều Knuckle Berry, add thêm được cái mod nó làm thịt hư rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần thiếu quả đen thôi là làm được một mớ mấy cái cung tên. Mình thì mình chưa chế được cái crossbow, nhưng mà có được 5 cái gold arrow nè, lắp vào cái cung thường có vẻ như là bắn được ấy. Ủa? Ủa? Từ nha. Nó bị lỗi à. Mình nhớ mình lắp 5 cái golden mà vô mà ta. Ủa? Khoan nha, từ từ. Ở đây nó ghi là Gold Arrow mà ta. Nó lại là tên thường rồi. Ừ. Khoan. Ở đây nó ghi rõ ràng là cái Gold Arrow đúng không? Nhưng mà sao mình... Ủa? Nó hết ăn rồi hả ta? Bây giờ nó tính là cái cung thường mới ghê chứ. Từ nha, để mình bắn thử một con thường coi. Xem nó có lên level hay không là biết liền rồi. Cái gì mà cứ... Ôi ôi, cái gì nghe như là boss gì quanh quanh nhà mình dữ vậy ta. Hả? Cái gì đây? Đồ. Con gì á? Con này lạ mà nhìn như con sâu đá vậy á. Phải không? Mình thì mình chưa kiếm được crystal nữa, phải kiếm cái bộ te mới bay lên mấy ngọn núi farm được crystal lận. Chắc là mình phải đi qua bên cái khu cũ thôi. Khu này toàn thú mốt nữa, mấy cái con tiếng Trung khỏe như trâu vậy đó. Nó quẹt có đúng con cá là đi bụi à. Cái nhà mình mới xây thêm được tí, lập được cái mái rồi, mình cho nó ấm cúng rồi. Đỡ vẽ. Ok, tắt đây. Đó, thêm được ít metal, ít gót nữa. À, từ. Nâng cấp cái nỏ lên thêm phát nữa đi. 120%. 16 nè. Thơm. Rồi, ok. Thì chắc đi đánh mấy con thú thường là có rồi. Bây giờ đi qua bên kia kiếm con thú thú bay coi. Với lại con thêm trái cây nữa. Từ 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 từ. Quên mất. Chúng ta phải chế sẵn một cái yên bờ te nữa đặng tí nữa lỡ cái mà tem xong thì còn bay về được. Đây là mình làm một cái yên bờ te cái hen. Rồi đi thôi.
Bên kia có con rồng kìa. Sabertooth, Honey Dragon. Rồi, bật té. Ui, cha mà ơi. Rồi, bao nhiêu đây? 200. Cái gì vậy? Cái gì xoen xoen vậy? À, ghê quá vậy, ghê quá vậy. Alo, như cái con ở dưới biển kia kìa. À, ghê quá. Quanh mình toàn mấy con boss khủng không à. Ui trời 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 trời. Vãi. Hai tên xỉu không? Ôi thôi. Rồi nó cắn hai cái chip pin tôi té rồi what the hell, cuộc sống này mất hai cái tên. Con này hình như là hệ original ly hay sao á, mình không dám lại gần xem nữa. Ủa tụi mới quỷ. Ơi, có một bờ tem mới nè, bờ tem mới. Đây rồi. Em ơi, qua làm ơi. Bây giờ có con bờ tem nào mừng con đấy thôi chứ biết sao giờ. Đừng có đi qua bên chỗ kia là được. Chờ chờ nó đáp đi. Chỉ cần một con bờ te thôi. Ây da. Ừ, bay qua đây cũng được. Một lắc. Mày bay qua đây không? Ui da, hụt. Này, hai bưởi. Level bao nhiêu đây? 75 hả? Thôi kệ đi các bạn ơi. Tạm. Có còn hơn không? Ít nhất là mình có một con thú bay. Thịt đây. Ok. Ở đây rõ ràng nó ghi cái đạn là Gold Arrow nè, nhưng mà nó lại là 141 cái tên đá bình thường. Là sao ta? Tính kỳ cực vậy. Nè, cái tên này rõ ràng là mình kéo vô được cái bô này đúng không? Mà nó tức là tính là tên đá, mình không hiểu lắm. Bây giờ để an toàn là chúng ta phải ráng kiếm được crystal để làm cái ống nhòm và làm được mấy cái bàn teleport nữa. Xi măng thì cần phải có keratin với lại đá hay flint gì đấy là làm được. Rồi oil thì ở biển có nè, polymer thì chúng ta phải qua bên chỗ sa mạc á, đánh mấy cái con bọ ngựa để kiếm được polymer tự nhiên. Mạch điện thì có rồi nha. Mạch điện thì hôm qua mình có đánh một con parasaur, nó cho mình được hai trăm mấy cái mạch điện tử electronic.
Nhưng mà mình vẫn chưa kiếm được cái bàn của cái mod AB này. Không biết nó là cái bàn nào luôn á. Mấy cái này mấy áp trứng à, phải không ta? Crystal polymer. Ui, làm được cái lò nung này cũng hao phết đấy, 350 polymer nè. Rồi, tem được con bờ te. Con này máu hơi thấp mà chở được có 150 vậy à? Không biết cậu nổi mình không đây. Có vẻ như là chở không nổi đấy, nghi lắm à. À vẫn được nè. Thôi kệ, tạm các bạn ơi, tạm đi tạm đi, có thứ bay còn hơn không. Mình đánh mấy cái cây để mình kiếm ít kinh nghiệm. Ôi vậy cũng được. Nâng thêm quay về cất mấy cái kia ở nhà cái đó. Bây giờ có con Raptor Alpha ngay dưới chân nhà nè. Ta sẽ bay vòng vòng đi kiếm crystal cái đã, đặt được miếng nào hay miếng đó. Mình cần làm cái ống nhòm để còn đi soi miếng thú nữa đó. Rồi, con này hơi ít stamina nha, bay xíu là phải dừng lại đổ xăng. Ô, mình học được cái blue ring gì kìa các bạn. Cái gì vậy? Ôi, thế giới này nguy hiểm vãi. Quanh mình toàn thứ dữ thôi. Trời ơi, chút nữa mà hết stamina ở ngay mấy cái đoạn quanh. Ô, mình học được cái gì nữa các bạn? Terabird Gold Extreme Rosetsi Fossil là cái gì vậy? Mình chưa biết cái này là cái gì cả. Cái này mới. Wow, một con T-Rex bằng đá. Đẹp vậy. Ui trời 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 trời, chết tôi rồi, nguyên một con rồng AB ở đây nữa. Oh my god. Mấy anh đừng đánh em đâu. Wow, thêm một cái con rồng mới nữa nè các bạn. Còn gì á? Đừng có xài skill chết. Bay gấp các bạn ơi. Thôi. Ui. 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 Mày thế, bay kịp chứ không thôi là mình lẫn cái con này đi bụi. Chết rồi. Đổ xăng. Con này stamina ít quá, bay được có một tí là phải đáp rồi. Ơi, cái khúc đó mình mà bay không nhanh một tí nữa là bị gì à? Dính cái skill của con rồng hồi nãy rồi. Ó, đẹp vãi. Sau này sẽ bắt một con. Bây giờ thì chưa các bạn, bây giờ còn yếu quá, nhà nghèo. Chưa cái gì để bắt cả. Ui.
Xem kìa, một con Gigan. Gigan tách. Ui. Con rồng. Con rồng ở trong Monster Hunter World. Wow, ui nó có skill chấn động. Giống như của râu trắng vậy. Trá quỷ gì của bố già râu trắng. Mà thấy nó đấm một cái nước tường không? À đây, Crystal đây rồi. Yes. Here we go. Bú. Làm gấm nhờn, thiếu cái gì vậy? Chết, mình không có lấy đồ theo. Ê, chở nổi không mày? Ôi đù, nặng. Có đá đi. Có này. Nặng dữ vậy bro. Thôi, không có tham các bạn ạ. Lấy chừng này thôi. Từ từ. Ta phải bắt con bote level cao hơn để mà chở. Chỉ cần có 10 cái crystal thôi mẹ. Bỏ thêm... tầm 150 thôi bay rồi được rồi. Giờ về nhà. Về nhà đi bắt con thú có trái cây rồi đó. Farm berry làm quả đen. Ai chà, con ghi gan gì mắt sáng thế nhờ. Đây. Thôi, đừng có qua đây. Xin đấy. nhìn đứng gần mấy thằng này sợ vãi. Ôi thôi, con rồng silver. Ôi. Ôi thôi rồi, nó ta ghép lên rồi. Lìm rồi. Nó lìm rồi, đừng. Đừng dạ tôi rồi. Ôi giời ơi, ai em chết mất tiêu con bờ te của tôi. Rồi xong. GG well play. Ây da, đau quá. Bây giờ sao về nhà đây trời. Rồi cái yên nó coi như bỏ đi các bạn ạ. Yên nó chế cũng rẻ. Bây giờ chúng ta cần phải kiếm đường về nhà đi. Mày xui vãi, đâu ra gặp nghe chát con rồng à. Đậu xanh. Chặng đường về nhà vẫn còn gian nan lắm. Trước mắt mình là đồ T-Rex. Thôi. Nó không thấy tôi, không bao giờ thấy tôi cả. Tôi tàng hình rồi. Không thấy tôi cả. Ai da. Không ai thấy tôi hết. Cái gì vậy? Cái gì đùng. Bây giờ mà dính một chiêu nữa là đi bụi á. Không nói nhiều. Yếu lắm rồi. Tha đi. Chuyến đi trả giá bằng một con bờ te. Bằng
Cũng được, cũng được. Được được crypto là mừng rồi. Đóng cửa trốn thôi. Yeah, có crypto chúng ta làm được ông nhờ. Có một chút tiến triển rồi. Thế nhờ. Thêm miếng giáp nào. Thế thôi nâng là mẹ gì. Cái thời gian. Ây da. Làm mấy yên khác đi. Đây có con parasol trước nhà này cho mình. Test thử cái cung hơn không chịu được. Con parasol là hiền nhất rồi. Cái cung này nó có lên nó bồn ta 270 nè 60 con gì đây. Ôi vãi, con này hệ tabu các bạn ạ. Con này hệ gì đây, hệ u. Wow. Rock Ray Mai TH. Ê giỡn, không giỡn, không giỡn. Thôi, xin ngài. Ủa, mà sao hệ ta ma TH có 168k máu vậy ta? Nhìn máu yếu vậy. Hệ originally level 300. À, chà. Adapter. Trời ơi, các bạn nhìn nè. Đúng không? Con này con sâu đúng không ta? Con sâu đá. Mà hệ Âu là cũng phải nồi đấy. Bây giờ là sao đủ đồ được chế nên ta? Polymer với cementin bay. Polymer. Cái gì vậy? Giật. Không nghĩ nó bị cái gì vậy? Tư nhà gấp đây. Polymer. Chưa học polymer. Với lại gì ta? Cementing base. Cementing base chế ít à. Polymer bây giờ mấy cái con trống là phải qua bên phía bên sa mạc bên kia cũng toàn thứ dữ thôi. À có cái này trận địa thú của mình nè. Tự sát cái không ta, máu đỏ rồi. Cho mình tự sát cái đi. Giờ chờ hồi lâu quá. Rồi, let's go, đi tiếp nào.
mini tha 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 tôi mini ơi. Chúng mình lại quay lại cái khu chết chóc nữa. Anika đúng không? Rồi rồi, boss 300k máu originally. Đồ. Chúng ta sẽ đi đường núi. Để cái con đó mà giết xong là nó unlock được hình như cho mình cái co để mình chế quả trứng tem nó thì phải. Bây giờ thì mình có con thú nào đâu mà đánh lại nó. Ôi, cái xác đầu game của mình trên đây nè. Bắt tờ phát cái gì kia vậy? Thôi thôi thôi, méo ổ như đây cũng không giữ nữa. Cái đồ mày. Vãi nồi. Ua. Toàn. Toàn rồi, mấy lý ơi. Mong là chúng ta sẽ kiếm được một con bò ngựa. Bò ngựa mới có polymer. Bò ngựa thường thôi. Đừng mod, đừng mod. Xin đấy. Ôi, phết thích gì đây nè. Trăng. Ankylo và Tony Dragon. Raptor. Chụp túi kìa. Sói à? Sói các bạn ơi. Ui. Con này hệ gì đây? Hệ Âu. Hay quốc level 45. Rồng. Mai TH. Quái trưởng. Qua bên đây ra đường cho mình thấy đang quay đầu quá nhờ. Đi qua phía sa mạc ở đây có gì tí mình chạy kịp. Ở đây thì hay có mấy con bọn ngựa châu chấu nè. Ui, có hẳn giga luôn, phải trưởng. Con này gold thôi, 34k máu cũng không mạnh lắm. Ui, có trăng nè. Bú. Đâu rồi. Mình thịt nó lấy tới đùi cái đã. Mấy con trăng này.
Titanoboa. Cắn hụt. Lêu lêu hụt. Đây rồi, thích đùi. Có thích đùi. Chói 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 vãi trưởng. Cái sáng đi, nhìn cho nó dễ nè. Ủa mấy con châu chấu đồ gì đâu ta? Cạp. Heo. Úi trời ơi, úi trời ơi. Tông mày thế nó không thấy thì nó mà target. Ui thì là cù leo chạy. Chúng ta sẽ dùng tuyệt kỹ 36 kế chạy là thương sách. Đây 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 rồi. Ây da, đường lan quyền. Đường lan quyền. Đường lan quyền. Trời ơi, level 400 mấy luôn hả? Vãi lìn nữa. Khỏe vậy. Này. Có polymer, có polymer. Úi dồi. Ái trời 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 trời. Hụt hụt hụt. Tí hụt. Trúng rồi, trúng rồi, trúng rồi. Nhưng mà không đau lắm, không đau lắm. Mình tới 2000 máu lận. À, gặp ngay con này là 400 mấy luôn mà. Một con này mình dùng cuốc hay dùng dùng rìu farm được nhiều polymer hơn ta? Không nhớ nữa, nhưng mà kể cứ chặt đại đi, dùng cuốc gõ trước rồi. Đây là bao nhiêu polymer đây? Ồ, 600. Ây da, được cái súng chích điện luôn nè. Đã gì? Còn con nữa, còn con nữa. Yeah, chặt một con được 500, 508 luôn à. Đây mình sẽ test thêm một con nữa. Cái này mình sẽ dùng rìu. Xem được bao nhiêu. Ngàn polymer là bú đấy.
xem rìu được bao nhiêu polymer đây. Ui, dùng rìu ngon hơn các bạn ạ, gần 900. Ngon. Yes sir. Rồi, được rồi, được rồi, đi về có polymer rồi. Đường về đường nào đây ta? Bây giờ hao tu về này. Hình như bên đường bên đó. Không, hình như bên này này. Ơi. Skeleton Cano. Đấy, đây rồi, đây rồi. Đường về nhà là vào team ta. Ui, bắt con... bắt một con farm trái cây được không? Từ nha. Nhà mình nghe bên kia thôi. Thấy nhà rồi, thấy nhà rồi. Mình bắt cái con này đi. Xem con Morel này. Lên đâu bộ không ra. Ủa cái này nó tính bằng stone thường à. Thế nồi. Đủ không ta? 4k tôi bồ lận. 3k mấy. Rồi luôn nó chạy mẹ rớt xuống vực thôi. Thôi đi về vậy, đi về. Bây giờ làm cái trò hồi sinh trước rồi đó. Ây da. Ây da. Trò nó đứng nó canh trước cửa nhà đâu rồi. Ôi đù. Làm sao mà đi ra khỏi nhà được đây. Rồi ok ok. Rồi đây là bỏ thiếu cái gì nhỉ. Đấy đủ luôn nè. Rồi bây giờ chúng ta không sợ chết. Chết thì chúng ta có cái này để mà lấy đồ. Không sợ các bạn. Yeah. Bây giờ lỡ có chết không sợ mất xác các bạn, giờ cứ chơi liều thôi. Mà chỉ có sợ nó phá nhà mình thôi chứ sợ cái gì nữa. Được bền thấp vậy. Upgrade thêm. 400%. Ngon. Phải như vậy chứ. Quá đã. Thơm 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 400%. Hồi nãy bắt được một con bờ te nhưng mà bờ te nó đi bụi rồi. Ô, cái gì đây?
Ừ, có thịt đùi thơm đâu ra đây, nào giết cho mình cả vậy. Như con này mình giết giùm xài bữa tút nhỏ tầm đã hổ mày mày. Ủa rồi con Moreo kia đâu rồi ta, đi đâu rồi ta? Ủa đi đâu rồi nhỉ? Bây giờ chết thì mình đi lại thôi bạn, không sợ mất đồ. Con gì đây? Không biết nó là hệ gì nhưng mà con này hệ tabu ạ. 165 8 ơi. À thằng bắn cung nữa các bạn. 420 11 triệu máu. 20 triệu turbo, con này cũng hệ tabu luôn. What the fuck? Đùa. Ở sao nó mạnh? Lúc mà gặp nó ngoài bờ biển các bạn. Một phát một là cút rồi. 69. Rồi dùng rìu farm được nhiều hơn. Ô bờ tay bờ tay bờ tay bờ tay 3.9 3.9 rồi. Ui con rồng gì nè. Rồng này cũng thể tabu luôn. 2 triệu 2 triệu tư máu. Wait, 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 wait. Silver alo. Hả? Silver có con Silver alo này. Ui rồi, King Kaiju originally, King Kaiju O. Oh my god. Chết đòn. Con này máu ít nhưng mà cơ bụng nhiều vậy. Mắc sổ 60. Phải nồi. Như lào như lào. Ô cái con gôn này có 19k máu thôi nhưng mà bắt được nó hơi khoai nha. 1 triệu tư đô bồ. Đô bồ cao dữ vậy mấy cha. Con bờ te này ngon nữa bạn. Ở bên kia sao bắt. Tìm. Hơi. Hơi. Nó kiếm luôn rồi. Mẹ ổ nó đấm cho u đầu. Chuyện này khó dữ vậy trời. Bắt mấy con thường thôi đó. Chưa nói đến gì thú mốt. Ê có con chi ke. Nói chi ke chi ke chi ke silver. Yeah 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 yeah. Con cũng farm cái cây được. Thơm thơm đây rồi. Thứ tôi cần bây giờ chính là con chi ke. Đây rồi. Nhưng mà chú Huynh ơi, từ từ chúng ta nói chuyện được không? 24k tôi bồ luôn hả? Nhiều vậy. Ý.
bắt đỡ con 60 đi các bạn ơi. Nó dí mình kìa. Bắt tạm con này đi. Mình có mười mấy cái mũi tên thôi. Không biết đủ không ta. Thế rồi nó giết con kia luôn rồi đấy. Alpha Raptor. Bao nhiêu máu đây, còn bao nhiêu máu vậy? 50k máu. Rồi, ăn lờm. Thôi mà, xin mày đấy. Cầu xanh. Con chó ơi. Đừng mà, please. Mày biết con chi kia của tao. Bắt tao bắt. Ai, ai. Ai. Cuộc chơi trở nên thú vị hơn khi mà có thêm một người bạn đồng hành. Yes, sir. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Bờ te, here we go. Bỏ nó ra tí được không bro? Ơi, mày bay xuống đó là mày cút. Đậu, ăn cái khôn dưới mày. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, lên này, đúng rồi. Yes sir, lên này, lên này. Bay vừa thôi này. Bay đâu xa thế. Rồi sao lên đó đây ta. Đây xuống đây đúng rồi. Yes. Ủa, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. 390 lận. Thơm thơm thơm. Cao thế, xuống đi. Mày chạy đi đâu? Dính nè. Hai k sáu à, hai k sáu vậy thì hai tên, một tên là đủ rồi à. Thôi ơi. Bờ te xịn 390. Tiếng gì nó cứ xèo 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 vậy ta. Ngồi chờ tem xem con này đi các bạn cũng đỡ. Có được một con thú bay trước là mừng rồi. Ui, một phát 30%. Để nó ăn 4 phát mới được.
hốm thịt đùi. Ngồi chờ xíu. Tí nữa bắt xong là phải thu nó vô quả cầu cho chắc, để nó ngoài là nó đi bụi ngay. Có con bờ te 390, con này stamina nhiều hơn, bay được lâu. Thiếu thốn tên độc quá. Chờ thôi, chờ thôi. Tập này không có thú farm quả đen thì tập sau mình sẽ có. Tập này có được con bờ te bay là mừng rồi. Đỡ hơn là không có gì. 61% rồi, hai lần ăn nữa. Rồi, 91. Một phát nữa là xong. Xe vừa tút kìa. Có 10 Tail Rabbit 60 luôn. Nhanh lên nào. Đây ôi. Bờ te của tôi. Thu nó vô quả cầu. Ta đã có được một con bờ te. Ngon. Về thôi. Tập này là có thu hoạch rồi. Có con bờ te là mừng chết. Hả? Ở dưới nhà mình tới ba con đốc ray luôn á các bạn. Một con Ma TH, một con Tabu, thêm một con màu xanh dương. Ở bên đây nữa cơ, originally á. Mấy cái gì á? Đây nè. Phải cả nồi gì á. Ba con đốc ray dưới nhà. Ba lồng. Con nó còn gồng phóng xạ. Tập này là anh Long tới chơi hơi nhiều nha, mà nhưng mà không 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 đến gần nhà thôi, nhưng mà đỡ ảnh vây quanh nhà mình là ở vái nồi ra rồi. Tập này như thế là đạt yêu cầu rồi, có được con bờ te 390, bắt bắt xong lên được bao nhiêu vậy, 586 rồi. Ngon. Hành trình chỉ mới bắt đầu thôi. Nói chung là cuộc chơi này vẫn còn dài, mình sẽ còn cho ăn hành nhiều nhiều nữa. Các bạn cứ đón xem ở những cái tập sau. Tập này chắc là mình sẽ ngừng tại đây thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video của mình nha. Nếu như các bạn thấy hay thì nhớ để lại cho mình một like cũng như là một subscribe cho video này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một buổi trưa vui vẻ mát lạnh. Hẹn lại các bạn ở tập sau. Bye bye.